Rồi xin chào quý anh chị và bạn trở lại với <laughs> trên hùng xe hơi. À, cá nhân em cũng đang còn à, khá khá hợp đồng các bác mua à, hỏi mua và đặt chờ Toyota Cross hay à, những cái dòng xe như là Kia Seltos. tốt. À, thì hôm nay thì à, cũng cập nhật nhanh qua cái giá bán của một cái đầu xe cùng phân khúc, cùng đối thủ cạnh tranh mà chúng ta sẵn xe giao ngay cũng như là cũng có thể là được à, hưởng ưu đãi về 50% thuế trước bạn trong tháng 12 tới là Mazda CX-30 à, Hiện nay thì à, ở tại Bắc Ninh chúng ta đang có chương trình ưu đãi khá lớn dành cho CX-30 à, Hai phiên bản thì à, khuyến mại đâu đó vào khoảng suy sát gần 100 triệu đồng à, Ngày trước ấy, thì khi nó mới ra mắt ấy, thì à, hai phiên bản này à, chỉ ra mắt với phiên bản cao cấp là Luxury và Premium Thì mức giá nó khá là cao à, Với phiên bản 2.0 Luxury thì là 850 triệu đồng và phiên bản 2.0 Premium thì là 909 triệu đồng. Thì gần như nó cao hơn các đối thủ cạnh tranh như là Toyota Cross hay United Tucson khá khá nhiều. Đặc biệt là với tình trạng là Tucson chuẩn bị thay form và giá bán cũng rất là mềm. Thì trong tháng này ở tháng cuối năm, Mazda CX30 hiện nay với phiên bản 2.0 Luxury đang có ưu đãi là 84 triệu đồng. Hiện nay thì mức giá chào bán cho mẫu xe này đang là 768 triệu đồng tức là đắt hơn Toyota Cross G vào khoảng 40 triệu và đắt hơn Tucson bản tiêu chuẩn một chút thôi. với phiên bản 2.0 Premium thì chúng ta đang có mức giá chào bán là 822 triệu đồng. Mức giá này thì có thể nó tương đương với Toyota Cross 1.8V. Và nếu như đặt cùng so sánh thì chắc là anh chị nên đi lái thử. Vì hiện nay thì hai showroom ở đối diện nhau thôi và đều có xe lái thử cho hai phiên bản này đó anh chị ở Băng Ninh uh, mua xe ở Băng Ninh thì đang khá là tiện uh, Hiện nay thì uh, với cái mức giá như này chúng ta lăn bánh đâu đó với phiên bản cao cấp thì khoảng 900 triệu đồng uh, nếu như giảm thuế thì uh, mức uh, lăn bánh sẽ bớt đi vào khoảng tầm uh, 40 đến 45 triệu nhé uh, phiên bản 2.0 Luxury uh, bán chạy nhất thì uh, nếu như giảm thuế chúng ta sẽ ăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 800 một chút Thì thật sự đây là cái mức giá khá là ngon Cho một mẫu xe xúc đô thị gầm cao à, Đặc biệt là thiết kế của Mazda thì rất là hợp với những người trẻ Và đây là mẫu xe cũng thể nói là đời đầu nữa Mới ra mắt được có đâu đó vào khoảng một năm thôi Nên là mình đi cũng khá là mới, trải nghiệm cũng khá là mới à, Hiện nay thì những quý anh chị đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay là Thái Nguyên đang có nhu cầu tìm mua xe lái thử uh, xe cũ hoặc mới để có thể liên hệ qua bọn em nhé uh, để uh, được nhận thêm khuyến mại này uh, tặng thêm phụ kiện này hay là cập nhật cái giá bán về uh, tại thời điểm anh chị đang uh, xem video vì uh, giá xe chúng ta có thể thay đổi theo từng thời điểm mà mình uh, cập nhật giúp em chính xác nhất hợp lý nhất ra giá lăn bánh này trả góp này uh, xe này thì uh, chúng ta trả góp tối thiểu 20 phần là trị xe và chi phí đăng ký đăng kiểm nhé tức là đâu đó vào khoảng 300 triệu đồng à, hiện nay thì uh, chương trình giảm thuế cũng chưa có chính thức gì cả nhưng rất là mong là khoảng đầu tháng 12 chúng ta sẽ giảm thuế và mẫu xe này với cái mức ưu đãi vào khoảng chỉ xuất gần 100 triệu này chúng ta thay vì chờ cross hoặc sao tốt và khoảng 2-3 tháng nữa thì có thể cân nhắc mua những cái đầu xe như là CX30 rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nhé. Uh, video cập nhật nhanh về giá bán thôi. Uh, review chi tiết thì chắc hẹn các bác ở video khác.